Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 16 tháng 5 năm 2022. 5 giờ sáng là một khoảng thời gian có thể nói rằng là yên bình để tôi và các bác tâm sự về những cái vấn đề mang tính nội chính. Tôi cũng chia sẻ những cái suy nghĩ của mình và cả những người bạn của mình nữa. Mới đây thôi, thì cái sự việc mà bắt ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, một chức quan có thể nói rằng là nhỏ nhoi, nếu như mà bắt bí thư hay thế nào đó thì thành vấn đề, nhưng đây là bắt một cái ông là ông Phạm Hồng Hà, chỉ là chủ tịch cũng chẳng phải là bí thư, chỉ là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long. Nhưng cái điều á mà dân tình xôn xao nhất, cái điều mà dân tình mà cảm thấy rằng là nhìn vào thì cười cợt và chán ngán, nhưng sau đó là buồn và đau xót. Bởi vì xin thưa với các bác, như tờ báo Thanh Niên này, họ đã có một cái bài ở trang nhất ngày hôm qua và đạt được rất nhiều lượt view. Đó chính là cận cảnh căn biệt thự khủng, dàn xe liên quan của cựu chủ tịch thành phố Hạ Long. Nhìn vào bài báo này, chúng ta có thể thấy rằng đây là một căn biệt thự vô cùng bề thế. Người ta dự tính rằng căn biệt thự này trị giá khoảng 150 tỷ đồng, này các bác. Và cả một cái dàn siêu xe, rồi các cây cảnh, rồi ví dụ như là hệ thống bonsai, tùng La Hán của ông Phạm Hồng Hà có giá trị hàng chục tỷ đồng. Rồi bốn con siêu xe trị giá khoảng tầm 1 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 20 tỷ. Một con Mercedes, hai con Lexus và một con VinFast SA. Các bác có thể nhìn như thế. Những con xe trị giá hàng tỷ đồng, riêng xe thôi mà đã trị giá tới 1 triệu đô la Mỹ. Riêng nhà thôi có thể trị giá đến bao nhiêu triệu đô la. Xin thưa với các bác. Và đó chỉ là những cái tài sản mang tính bề nổi mà người ta nhìn thấy được. Nhưng có một cái sự đau xót thế này. Ông Phạm Hồng Hà không chỉ như vậy, mà trong cả cái quãng thời gian công tác của mình, người ta tìm được rất nhiều những bức ảnh, những bài phát biểu. Trong khi đó ông đứng lên thì đó là một bộ quần áo hàng hiệu. Đó là một chiếc đồng hồ Rolex Datis trị giá khoảng tầm 1 tỷ đồng. Đó là khi ông nhận bằng khen, ông đeo một chiếc thắt lưng Hermes. Cái việc ăn chơi của các quan chức thể hiện một cách công khai sòng phẳng, và đặc biệt rằng là rất khó để có thể lý giải được cái số tài sản này của ông đến từ đâu. Có rất nhiều quan chức họ rất giàu, nhưng họ công khai cái số tài sản của mình và tất cả không ngại ngần mời tất cả các cơ quan kiểm toán, thuế vân vân đến giám sát. Thế nhưng có những vị quan chức họ chỉ có thể giải thích bằng cái số tài sản của mình, đó chính là buôn trời đó, đó là chạy xe ôm, đó là làm đến thối móng tay. Nghe mà đến người dân của chúng ta, tôi và các bác đều cảm thấy rằng là vô cùng nực cười, rất khó để có thể giải thích được cái việc này, đúng không? Nhà báo cũng không thể nào là nhà báo được. Có một anh Facebooker Linh Nguyễn, anh đã có một cái bài viết rất hay. Khi đọc bài viết của anh, tôi cho rằng có thể là đưa lên trang chủ của báo Nhân dân. Mình có thể đưa cái bài này lên trang chủ của báo Nhân dân được, bởi vì đã vạch trần tất cả những cái dấu hiệu mà Tổng Bí Thư gọi là tiêu cực. Và có thể nói rằng là nó là một nguy cơ nhãn tiền, và thậm chí rằng là vạch trần cả những cái thủ đoạn của những kẻ giặc nội xâm luôn muốn quy chụp. Và tại sao khi đương chức rất khó có thể xử lý được họ. Họ dùng cái gì? Tôi rất mong rằng cái bài này có thể đến được với các anh bên tuyên giáo, các anh bên an ninh, những người mà đang gọi rằng là quản lý truyền thông vân vân, thì hãy thử nhớ lại xem rằng là bài này có đúng hay không. Và các vị có nhớ tới cái kết luận 12 của Bộ Chính trị hay không? Trong đó có nói rõ rằng là khuyến khích người dân tham gia tố cáo
tham nhũng tiêu cực của cán bộ đảng viên, và đặc biệt là phải có cơ chế để bảo vệ họ nữa. Rồi các bác có nhớ rằng là khi mà họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thì Tổng Bí thư cũng đã nói là phải xây dựng một văn hóa liêm chính và dặn đích danh ban tuyên giáo. Vậy thì các anh an ninh, các anh bên ban tuyên giáo hãy nhìn thẳng vào bài này và liệu rằng nếu như bài này cách đây khoảng tầm một vài năm thì liệu rằng hoặc chục năm trong thời kỳ 10 năm thì liệu rằng những anh này có được xếp vào dạng thế lực thù địch hay không nhé. Tôi xin trích dẫn với các bác xin trích dẫn với các bác bài một bài rất hay, rất dài, cho nên là ai mà nghe được và kiên nhẫn chờ đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng là rất có giá trị và rất có ích. Đây không phải là một video clip ngắn. Anh Linh Nguyễn có viết như thế này: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, chúng ta tưởng rằng chúng ta được quý trọng vì có áo đẹp để mặc, trong khi bao nhiêu đồng bào của mình thì mình trần, rét run trong thành phố và ở các vùng quê. Cuộc đời giản dị của Hồ Chủ tịch đang được toàn đảng, toàn dân đẩy mạnh học tập. Và đi tới đâu trong các cơ quan công quyền, nhà nước thì cũng đề cao cái khẩu hiệu học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và bây giờ thêm cả phong cách nữa. Thậm chí những cuộc xã luận và những bài phát biểu hùng hồn của những vị quan chức và rất nhiều người khi đi ra khỏi khán phòng, họ trở thành những con người xa lạ, không còn là một đầy tớ nhân dân đúng nghĩa. Họ trở thành con người đối lập hoàn toàn khi hùng hồn phát biểu. Thậm chí, có những người từng chém gió về đạo đức cách mạng và không lâu sau đó, họ lại tra tay vào còng vì tội tham ô tham nhũng. Đó là biểu hiện của việc nói không đi đôi với làm. Chúng chính là những con sâu ẩn mình trong chiếc áo choàng ngụy trang. Tới đây thì các bác có thể nhớ tới lời của Tổng Bí thư trong một video clip năm 2012 tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần trên kênh của mình. Bác đã nói rằng là xuống gọi rằng là quê thăm đồng, dân thì trồng mông đang cấy phía dưới, cán bộ thì mặc com lê rồi có người che ô ở trên. Bác Hồ có dạy thế không? Có đúng không ạ? Người ta không nói rằng là tốn kém hay thế nào đấy, mà nó gọi rằng là cái phong cách, cái phong cách đi với dân, tiếp dân, rồi là mỗi vị quan về thì nhiệt liệt chào mừng rất nhiều lần, đúng không ạ? Tôi xin tiếp tục bài viết của anh Linh Nguyễn. Mới đây, việc bắt một cựu chủ tịch thành phố Hạ Long, người ta mới được trầm trồ tận mắt chứng kiến cái khối tài sản hàng trăm tỷ đồng. Chỉ một quan chức đầu thành phố trực thuộc tỉnh đã giàu có và xa hoa tới mức như vậy. Liệu rằng những ông đầy tớ khác to hơn thì sẽ như thế nào? Đó là một câu trả lời, một câu hỏi khó có lời giải đáp. Khi còn đương chức, người dân nào có ý kiến về sự giàu có của những đầy tớ kiểu như vậy chắc sẽ rất dễ bị gán cho cái tội xuyên tạc, bôi xấu cán bộ, làm mất niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân. Đã từng có những bài báo, bài viết về những ông vua con tới trên cầu bãi cháy, nhưng rồi tiếng nói lương tri thì cũng rơi vào im lặng. Đây chính là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bác, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói về những cái điều sai phạm hay những cái điều bất thường trong khối tài sản hay trong việc công tác cán bộ thì rất dễ tôi và những người khác bị quy chụp vào cái tội rằng là xuyên tạc rồi bôi xấu cán bộ, làm mất niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân. Tôi đã có rất nhiều bài năm 2020 và 2021 nói về cái lòng tin, niềm tin hay là uy tín. Uy tín thì nó không tự nhiên sinh ra, nó cũng không thể nào tự nhiên mất đi được. Nó không thể nào vì Hoàng Dôn hay là ai đó nói về những cái điều này và làm mất niềm tin của nhân dân vào những cơ quan công quyền. Mà bởi vì rằng là cái niềm tin đó có tồn tại thật sự hay không? Nếu như anh đàng hoàng, anh nói trước và anh trả lời giải trình, cái trách nhiệm giải trình của anh nhưng với nhân dân chứ không phải với cấp trên, thì tự dưng rằng niềm tin nó sẽ được đẩy mạnh. Còn nếu như ấy mà anh giấu giấu giếm giếm và thậm chí rằng là anh quy chụp người khác rồi bị gán cho cái tội là xuyên tạc bôi xấu cán bộ, làm mất niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân, thì xin thưa với các bác rằng là rất khó để có thể rằng là phát hiện được những người khi mà họ đang còn đương chức.
Bởi vì khi họ đang còn đương chức, một cuộc gọi của họ, một cái nháy mắt của họ, và thậm chí một cái đơn của họ sẽ được cấp tốc xử lý. Và những người mà vạch trần ra những cái điều như thế này, những cái khuất tất như thế này, và thậm chí cái dấu hỏi như thế này, thì lại bị gán tội và thậm chí là bị đi tù. Đúng không? Tôi xin tiếp tục với cái bài của anh Linh Nguyễn. Trước năm 1945, dân số nước ta tầm khoảng 25 triệu người. Cũng chừng đó con người trong khoảng thời đó cũng học vấn địa vị như vậy. Nhưng triều đình nhà Nguyễn thì lại cam tâm tình nguyện làm tôi tớ cho Pháp. Năm 45 thì cũng chừng đó con người Việt Nam dưới cái sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lại đứng lên giành độc lập cho nước nhà. Điều mà nhiều lãnh đạo cách mạng tiền bối khác chưa bao giờ làm được trong vòng 100 năm đô hộ giặc Tây. Vậy thì từ đâu người ta có thể lý giải được những con người đó, nhưng số phận họ lại chịu thay đổi, đứng lên giành độc lập cho nước nhà mà điều trước đó họ không dám. Đó chính là niềm tin và sức mạnh của quần chúng nhân dân, và hơn ai hết chính là người soi đường chỉ lối, tận dụng thời cơ ngàn năm có một để giành lại nền độc lập cho nước nhà. Trong bối cảnh thời điểm đó, Hồ Chủ tịch đã vận dụng rất tốt giữa thiên thời, địa lợi, nhân hòa và tổng hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân. Chỉ một câu tuyên bố phá kho thóc Nhật, cả nước ào lên như xung trận. Có thể họ không biết Hồ Chí Minh thời điểm đó là ai. Nhưng lời kêu gọi phá kho thóc nó đánh trúng tâm lý của đại bộ phận nhân dân đang nghèo khổ, xiên xiết dưới ách nô lệ. Và cũng chính sức mạnh nhân dân này đã đưa Việt Nam qua muôn trùng sóng gió, từ chiến hào Điện Biên Phủ, từ đường chín Khe Sanh, chiến trường Trị Thiên khởi lửa, khói lửa và cuối cùng là dinh độc lập cho tới ngày toàn thắng. Sức mạnh đó đã bảo vệ đất nước cho ngày buổi ngàn cân treo sợi tóc, tay giữ trời, tay chống giặc Bắc Nam. Hồ Chủ tịch từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Ngay từ thời buổi lập quốc, người đã biết vận dụng vào sức mạnh của dân cho công cuộc cách mạng sau này. Cũng giống như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói, chúng tôi chiến thắng người Mỹ bởi vì quân đội của chúng tôi được sự ủng hộ không giới hạn của nhân dân. Đúng. Và trong công cuộc phòng chống tham nhũng này, thì xin thưa với các bác rằng chúng tôi hay gọi rằng là phòng chống tham nhũng tiêu cực, hay gọi là chống giặc nội xâm, thì rất cần cái vai trò của nhân dân. Đây là việc rất khó, không có nhân dân không làm được. Và chúng ta phải cởi trói cho nhân dân, phải biến nhân dân trở thành một cái nơi, một cái môi trường để sàng lọc những cán bộ đảng viên. Nếu như trước đây mà ai nói về cái vị bí thư, vị chủ tịch Phạm Hồng Hà thì tôi tin chắc rằng là vớ vẩn, là cả nhà đi tù chứ không có đùa. Thế nhưng bây giờ chúng ta phải cởi trói để biết rằng là có những người chưa bị như ông Phạm Hồng Hà nhưng đang có những cái tư duy, đang có những khối tài sản bất minh và đang có những cái kiểu như là quy chụp, và thậm chí rằng là họ còn phản cả đảng cả nhân dân. Niềm tin. Trong những năm gian lao, nguy nan giữa biển giáo rừng gươm, cách mạng vừa mới hình thành còn non trẻ, cán bộ thì bị truy lùng gắt gao, có những nơi trắng đảng viên. Vậy mà, tại sao trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, người dân vẫn đùm bọc che chở cho cán bộ, cho cách mạng? Bởi họ có niềm tin rằng, còn cán bộ, còn đảng, và còn đảng thì cách mạng chắc chắn thành công, và đất nước sẽ thoát khỏi vũng bùn nô lệ. Không phải ngẫu nhiên mà bà mẹ liệt sĩ miền Nam thì cao hơn miền Bắc, có những gia đình con cái hy sinh gần hết vì họ có một niềm tin là mai đây cách mạng cứu nước thành công. Họ sẵn sàng hiến dâng cả những người con cuối cùng của mình ra tiền tuyến. Ngược lại, nếu không có sự che chở của nhân dân, cách mạng cũng không thể nào sống sót nổi trước những đòn thù tố cộng diệt cộng năm 59. Đó là một điều hiển nhiên mà lịch sử đã chứng minh, dù muốn xuyên tạc kiểu nào thì cũng không được. Đúng không? Đất nước này được tạo dựng. Vừa rồi thì chúng ta đàng hoàng đi khắp nơi chơi với tất cả và tự hào vỗ ngực nói rằng là chúng ta là một nước độc lập, không ai có thể can thiệp được vào nước chúng ta, bắt chúng ta phải làm thế nào. Đó là một cái điều không phải dễ dàng. Nó được trả giá một câu nói đơn giản, một cái việc đơn giản của một vị có thể nói rằng nguyên thủ đi thăm. Nhưng
Nói được như vậy là nhờ hàng triệu người đã ngã xuống. Hàng bao nhiêu bà mẹ khóc cạn nước mắt vì đã mất đi những đứa con. Chứ không phải nó là một lời nói mà lúc nào nói cũng được. Chúng ta thường hay nghe tới trong cuộc họp giao ban, trong các cuộc họp có cụm từ làm mất niềm tin ở quần chúng nhân dân hoặc các thế lực thù địch xuyên tạc. Vậy, tại sao trong những năm đầu cách mạng, khi đảng ta chưa có gì trong tay, người dân lại đặt niềm tin vào đảng và cách mạng? Ngày nay, chúng ta giàu có hơn rất nhiều so với ngày trước. Cán bộ thì tài giỏi, toàn trẻ măng, đi lên đúng quy trình và được xem là hồng phúc, thì người dân lại mất niềm tin vào cán bộ đảng viên. Đó chính là sự tha hóa của không ít cán bộ đảng viên trong nội bộ đảng, sự phân hóa giàu nghèo giữa người đầy tớ và nhân dân. Khi quan chức sống trong nhung lụa giàu sang thì sẽ khó lòng để mà thấu hiểu đời sống của đại bộ phận nhân dân. Việt Nam chưa phải là nước giàu, nhưng nhiều quan chức đã giàu lên, đó là biểu hiện của sự xa rời quần chúng. Khi sự giàu có của quan chức vượt lên sự nghèo khó của đại bộ phận nhân dân, thì lúc đó các quan chức cần phải suy nghĩ lại. Không ai bắt các quan chức phải ăn bận rách dưới, nhà ở lụp xụp. Nhưng những vị quan phụ mẫu có lối sống xa hoa giống như ông Hoàng bà Chúa, trong khi địa phương mình đang là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Hình ảnh đó đâm ra rất phản cảm và làm suy yếu lòng tin của đại bộ phận nhân dân đối với chính quyền. Hàng ngày anh gọi rằng là mồm thì đọc nghị quyết, túi thì có thẻ đảng, hô hào cần kiệm liêm chính, trong khi vợ con thì đời sống xa hoa. Tôi tin rằng người dân nào cũng xem được những điều các ông nói thì đó là nói phét. Họ không dám nói ra bởi vì quyền lực của các ông nắm trong tay. Những cậu ấm cô chiêu, con ông này bà kia thì được đem lên bệ phóng, và khi nhân dân tìm ra là con cái của ai thì thường là những cụm từ mà nhân dân khó chấp nhận, đúng quy trình. Nhưng vẫn không hiểu tại sao cái quy trình đó thì lại rơi vào chỗ con ông này, cháu bà kia, mà không phải là một người nông dân nào cả. Cái này các bác có thể thấy rất nhiều. Tôi đã chia sẻ ý này khi chúng ta thấy rằng những câu chuyện ở Bắc Ninh, những câu chuyện ở Vĩnh Phúc, những câu chuyện ở Hà Giang và những câu chuyện ở rất nhiều tỉnh thành khác. Thậm chí ở Hạ Long này, với ông Phạm Hồng Hà, người ta có thể ngó sang bên tỉnh đoàn của Hạ Long, để người ta ngó xem vào ở đấy đang có con của ông nào. Và liệu rằng bố thì tham nhũng, thì liệu rằng bố tham nhũng thấy tiền kiếm rất dễ thì cũng muốn hướng dẫn cái dễ dàng đó cho những đứa con của mình. À, mày chẳng cần phải học hành, là nghiên cứu để mà phát triển như anh Xanh, hay rằng là phải điều hành những công ty lớn như là tập đoàn Microsoft đi lên từ con số 0. Mày chỉ cần có bố, mày bố cho mày vào đây, bố sẽ bảo các cô các chú bỏ phiếu cho mày và đưa mày lên những vị trí cao. Thế cho nên ấy, những con đường từ tỉnh đoàn, những con đường từ gọi rằng là đúng quy trình, những con đường mà thể thấy rằng là một vài người chỉ có vài ba chục tuổi mà đã nắm những chức vụ rất là cao. Không ai cấm những người này có thể giữ vị trí trọng trách khi mà chỉ có ngoài 30 tuổi. Nhưng những tài năng của họ thì phải được chứng minh, những tài năng của họ thì phải được dân biết, để cuối cùng rằng là người dân nhìn vào những cán bộ đó, nhìn vào những lãnh đạo đó thì nói rằng là giống cha thì nhà có phúc. Bởi vì tài năng của họ được chứng minh, chứ không phải người ta lại nói rằng là hồng phúc theo cái nghĩa trong mặt kép như thế này. Không ai biết những cán bộ đó thăng tiến bằng kiểu gì, tài năng họ ra sao, khi tất cả những cái dữ liệu, những cái quyết định nó nằm trong một cái màn sương phủ mờ và không thấy rõ nó là cái gì. Thế cho nên ấy, người dân cười cợt là có đúng không? Người dân mất niềm tin thì có đúng không? Vậy tại sao lại bảo vệ cho họ? Vì lợi ích của mình, vì quan hệ của mình, vì sự nghiệp chính trị của mình. Khi các bác nghĩ như vậy, khi những lãnh đạo nghĩ như vậy, khi những người trong nội bộ nghĩ như vậy, thì tôi tự hỏi rằng là vậy thì lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân ở đâu? Ở đâu? Khi mà đúng thì không dám bảo vệ, mà khi sai thì không dám đấu tranh, mặc dù những cái việc đó nó vô cùng chướng tai, gai mắt. Tôi xin tiếp tục với bài của anh Linh Nguyễn.
Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã nói, cán bộ mà gầy, nhân dân mà béo, thì đó là điều vinh hạnh cho đảng ta. Hình ảnh những vị quan chức phụ mẫu ở trong những lâu đài xa hoa, nó đối lập với những trẻ em vùng cao, lưng cõng em, tấm áo không đủ che thân khi mùa rét tới. Nó phản ánh sâu rộng và mất niềm tin vô cùng ghê gớm đối với không ít đồng bào. Nó đối lập với mục tiêu của đảng, dân giàu, nước mạnh, công bằng và văn minh. Lời Bác nói năm xưa không bao giờ thừa đối với nhiều quan chức bây giờ. Khi nhân dân ấm no thì đời sống cán bộ được nâng cao. Nhưng khi nhân dân còn thiếu can cái mặc mà những vị cán bộ lại ở trong biệt thự này, căn hộ nọ thì mang tính chất phản cảm, xa rời quần chúng. Những biểu hiện xa rời quần chúng đó là chính là sự không thấu hiểu đời sống của nhân dân. Nhiều người có chức tước địa vị thì chỉ lo vun vén cho bản thân mình và gia tộc. Đó cũng chính là biểu hiện xa rời quần chúng. Chúng ta thường hay đổ lỗi cho thế lực thù địch chống phá, nhưng suy cho cùng, không có sự chống phá nào nguy hại bằng cái sự suy thoái của những cán bộ, đảng viên, biến chất và bài học của sự sụp đổ Liên Xô. Trước khi Liên Xô sụp đổ, những tập đoàn nhà nước bị bòn rút không thương tiếc, đảng viên Liên Xô thời đó thì giàu lên trông thấy. Đứng những thương vụ mua bán, đổi trác, cổ phần hóa tài sản đất nước, không ai khác chính là những quan chức, người thân con cháu họ hàng của những đảng viên cao cấp của Liên Xô thời bấy giờ. Những ông trùm tài phiệt lũng đoạn nền kinh tế Liên Xô và chỗ dựa của họ chính là những quan chức của Đảng Cộng sản. Trong khi đó, nền kinh tế đang mang một màu sắc u tối thì ngược lại, một bộ phận cựu quan chức thì lại giàu lên nhanh chóng. Thậm chí, người ta còn thống kê lượng triệu phú ở Nga thời đó còn nhiều hơn cả London của nước Anh hay New York ở Mỹ. Và những triệu phú này không ai khác chính là những cựu quan chức hoặc người thân của con em đệ tử quan chức dưới thời Xô Viết. Một xã hội nước Nga vừa có một cơn địa chấn. Khi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết thì người dân thiếu lương thực trầm trọng thì lại có một số bộ phận giàu lên. Xin thưa, họ chính là những cựu quan chức biến chất của Liên Xô cũ. Cũng là những kẻ này là tác nhân gây nên sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Tài sản từ những vụ tham nhũng khi còn giữ chức địa vị dưới thời Liên bang Xô Viết. Ngoài ra, sau khi Liên Xô sụp đổ, những kẻ này cũng chính là những ông chủ của những tập đoàn nhà nước được mua lại với cái tên cổ phần hóa, mà với cái giá mà người ta nói như là cho không. Một trong những tài sản này thì được tẩu tán tới nước ngoài, nằm ở các ngân hàng như ở Mỹ, Anh và Thụy Sĩ. Và mãi tận sau này, chỉ đến khi mà Putin lên làm tổng thống thì ông ta mới ra lệnh cho các cơ quan luật pháp là phải tìm mọi cách đem những tài sản vốn dĩ thuộc Nga ở nước ngoài về. Người Nga thì đã từng cay đắng nhìn tài sản xã chủ nghĩa lừng lẫy một thời thì bị đục khoét tới kiệt quệ như thế nào. Thì hôm nay Việt Nam cũng như vậy. Đừng dung túng cho những kẻ kinh doanh trên tài sản quốc gia đất nước. Đừng dung túng cho những quan tham đang hàng ngày đục khoét chế độ. Người Việt Nam mất tất cả những tư liệu sản xuất và độc lập tự chủ vào tay phong kiến và thực dân. Người dân Việt Nam đi làm cách mạng thì cũng chỉ mong giành lại những tư liệu sản xuất và độc lập của câu khẩu hiệu ruộng về tay người cày là một minh chứng điển hình. Nhưng khi cách mạng xong thì lại không ít một bộ phận người dân thì lại mất dần tư liệu sản xuất bằng những dự án rất chi là hoành tráng của những ông chủ nào đó mà người ta thì lại phải cắn răng chịu đựng. Không phải ngẫu nhiên, 20 triệu đảng viên Liên Xô chả ai muốn cứu đảng của mình. Bởi nếu cứu đảng, thì lợi ích kinh tế của họ sẽ biến mất. Họ thà để đảng sụp đổ để bảo tồn được tài sản của mình, hơn là ôm khư khư lấy đảng. Sau cơn địa chấn hậu Xô Viết, xã hội Nga xuất hiện một cái tầng lớp gọi là tiểu tư sản lưu manh thành thị. Chúng không ai xa lạ mà chính là những cựu quan chức thời Liên Xô cũ và đang sống phè phỡn cho xã hội Nga đương đại. Chúng ta may mắn hơn nước Nga khi không phải trải qua cơn địa chấn ngày nào. Nhưng ngày nay, không ít những ông đầy tớ giàu lên trông thấy. Và khi những ông đầy tớ giàu lên một cách bất thường, thì đó chính là biểu hiện của cái sự xa rời nhân dân. Đây là một bài viết rất hay của anh Linh Nguyễn. Anh tập hợp lại. Tôi cũng chia sẻ và hoàn toàn đồng cảm với cái việc này. Trong câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là
chúng ta về chúng ta ngó những ngôi nhà, những ngôi biệt thự. À, có thể nói chúng ta hay là chúng ta dùng một cái từ gọi là thôi thì ngó những cái túp lều của những vị bí thư chủ tịch để xem là như thế nào. Và liệu rằng họ chứng minh thứ tài sản của họ ra làm sao. Và họ tự hỏi rằng họ đóng góp được gì cho cái đất nước này, cho nhân dân này. Họ có bao giờ họ nhớ tới Đảng hay không? Và họ có bao giờ, như bác Tổng Bí Thư nói, nhớ đến cái lời thề khi vào Đảng hay không? Hay thậm chí rằng là khi Đảng ta gặp biến, họ sẵn sàng họ ôm cái số tài sản của họ cao chạy xa bay, không ngoảnh mặt quay lại, đưa những con sâu ra khỏi đất nước làm ưu tiên số 1 lúc này. Nếu như Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông, các anh an ninh mà vẫn cứ nghe lời và chấn áp, có thể nói rằng là chấn áp hoặc là xử lý truyền thông mà không dám nói thẳng vào cái sự thật này, và không dám, tôi nói thật, không dám để những người có trách nhiệm lên tiếng, không dám tạo ra những cơ chế để mà nhân dân có quyền giám sát những khối tài sản đó. Chủ trương thì đã có rồi, Tổng Bí Thư đã ghi vào trong cái kết luận đó rồi, vậy tại sao còn ngại ngần? Tại sao còn cần ngại ngần? Nên nhớ rằng bác Hồ đã nói dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu thì cũng xong. Trong công cuộc mà thấy rằng là một trong những bốn nguy cơ của Đảng đưa ra, trong đó có nguy cơ về giặc nội xâm ấy, thì xin thưa rằng phải có người dân thì mới chống được. Nhưng các anh cứ bịt miệng người dân, các anh thỉnh thoảng các anh cứ khép vào, nó gọi là xuyên tạc vân vân. Nếu cán bộ lãnh đạo ấy, mà đã tử tế, mà đã gọi rằng là đã tử tế, mà đã minh bạch thì không ai có thể xuyên tạc được. Thậm chí những kẻ xuyên tạc chưa cần các anh xử lý thì người dân đã xử lý những kẻ đó rồi. Người dân đã xử lý những kẻ đó rồi, chứ không cần phải chờ đến anh xử lý đâu. Tại sao có những lãnh đạo khi mà cứ có ai nói xấu thì lập tức rằng là người dân sẽ xông vào người ta nói. Ví dụ như là Tổng Bí Thư Phú Trọng chẳng hạn. Có một số thành phần nói cái là y như rằng sẽ ăn một rổ cái comment mắng lại cho người ta. Đâu cần các anh phải ra tay. Thế nhưng ấy, có những cán bộ lãnh đạo ấy, cũng ở cấp cao, mà khi nhắc đến tên cái là người dân thả những mặt cười ha ha và chán ngại. Uy tín ở đâu? Ở đó. Ở đó đấy. Có bao giờ tự vỗ ngực tự hỏi mình rằng là tại sao mình lại mất uy tín như vậy? Uy tín nó không tự nhiên sinh ra được. Không phải cứ làm lãnh đạo là có uy tín. Và uy tín cũng không phải dễ mất đi được. Không phải cứ người khác nói xấu là mất uy tín. Mà cái quan trọng uy tín ở đâu? Nó ở sự thật. Nó tồn tại khách quan với ý kiến của rất nhiều người. Uy tín đấy thì tự anh phải xây dựng. Và người dân sẽ nhìn ra cái đó. Dân người ta biết cả. Cán bộ lãnh đạo bây giờ rất nhiều người, mỗi khi nhắc tới là người dân chỉ có thể cười thế này thôi. Và khi những vị đó vào lò chẳng hạn, thì người dân vô cùng sung sướng. Còn những vị lãnh đạo thì xin thưa với các bác rằng là người dân cảm thấy lo lắng trong mọi cái điều kiện, như bác Tổng Bí Thư. Công cuộc chống giặc nội xâm này còn rất dài. Và tôi muốn nói rằng là các anh chị nào hãy thử suy nghĩ giúp xem, phải có cơ chế minh bạch hóa trong mọi cái công chuyện, trong mọi cái công tác cán bộ, phải có cơ chế là minh bạch hóa trong mọi cái quyết định để làm đúng theo lời của bác Hồ. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thì để dân biết là như thế nào, hay rằng là chỉ cho nó biết cái này thôi, nó mới biết cái kia của mình, tức là mình chết kiểu thế. Suy nghĩ như vậy thì nó đang làm hại Đảng, đang làm hại Đảng, hại nước và hại cả dân nữa. Đó là một suy nghĩ mà chúng ta phải loại ra khỏi đầu. Tôi rất mong rằng là đợt tới sẽ có những cái biến chuyển ở bên Ban Tuyên giáo và những nơi khác để mà cụ thể hóa những cái chỉ đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và để xây dựng cái văn hóa liêm chính thật sự, chứ không phải liêm chính giả tạo. Mà muốn xây dựng văn hóa liêm chính thật sự thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật và bắt đầu từ sự thật và nhìn rõ những cái chéo me đó. Không biết các vị có dũng cảm làm không? Hay rằng là phải khoác cho người ta một cái áo giống như là trong bài đã nói.
xuyên tạc làm mất uy tín cán bộ, muốn lấy lại niềm tin của nhân dân thì chúng ta phải bắt đầu từ sự thật. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.